Nếu bạn đang bị vai khom cổ rùa hay đơn giản là bạn mong muốn có một tấm lưng mảnh mai thì hãy tập ngay bài này cùng Dung nhé. 4 bài tập. Bài thứ nhất, chúng ta trong tư thế nằm úp, tay và chân duỗi thẳng. Khi bạn hít vào thì bạn sẽ đưa hai cùi trỏ tay về áp sát hai bên sườn của mình và hai chân của mình cũng được gập lên. Thở ra, bạn sẽ nhẹ nhàng hạ tay hạ chân duỗi thẳng, quất căng ra và hạ trán chạm xuống thảm. Chúng ta sẽ làm như vậy trong từ 15 cho đến 20 nhịp. Thở, hạ. Hít vào, bạn kéo căng cùi trỏ áp sát hai bên sườn. Thở, hạ. Hít lên. Thở, hạ. Hít lên. Thở, hạ. Hít lên. Hãy ép sát hai cùi trỏ vào hai bên sườn. Mắt của mình sẽ nhìn về phía trước. Rướn dài cổ của mình. Hít lên. Thở, hạ. Rồi, sau khi hết 15 đến 20 nhịp, bạn hãy thả lỏng, nằm thư giãn trong vòng 10 giây. Bây giờ chúng ta sẽ sang bài tập thứ 2. Đó là hai tay của mình sẽ đặt vuông góc cùi trỏ ngang hai bên vai. Chân của mình vẫn úp mu bàn chân xuống. Hít vào, bạn nâng ngực, rướn ngực lên. Hai tay của mình sẽ nhấc lên vuông góc hai bên vai của mình, nâng lên. Thở nhẹ nhàng, hạ tay, hạ trán chạm thảm. Hít vào, nâng tay. Mắt của mình sẽ nhìn chếch chéo về phía trước và giữ cho cổ của mình luôn được thẳng. Hít nâng. Thở nhẹ nhàng, hạ trán chạm thảm. Hít nâng. Thở nhẹ nhàng, trán chạm thảm. Chúng ta hãy hít nâng lên và thở hạ xuống. Mỗi động tác chúng ta sẽ làm từ 15 cho đến 20 nhịp. Hít lên. Thở hạ. Hãy kéo dài đốt sống cổ của bạn. Kéo dài toàn thân. Hít vào, siết bụng, nâng ngực. Thở hạ xuống nhẹ nhàng. Rồi chúng ta hãy cùng thư giãn trong 10 nhịp thở. Sau đó chúng ta sẽ sang bài tập thứ 3. Đó là các bạn sẽ cần hỗ trợ của một sợi dây, hoặc là các bạn có thể lấy một cái khăn. Chiều dài của dây và khăn các bạn sẽ để gần bằng mép thảm của chúng ta. Duỗi hai tay về phía trước. Hít nâng chân phải, tay trái. Chúng ta cứ lần lượt tay nọ chân kia hai bên chéo nhau. Hít nâng. Thở hạ. Hít tay phải, chân trái. Thở hạ. Hít tay trái, chân phải. Thở hạ. Hít tay phải, chân trái. Thở hạ. Mỗi bên chúng ta cũng sẽ làm từ 10 đến 15 nhịp như thế. Khi mình nâng tay thì mắt của mình cũng nhìn chếch nhẹ về phía trước. Rướn cái cổ của mình vươn dài. Mình không gập cổ, cũng không ngửa cổ lên trên. Rồi, và đây là bài tập thứ 4. Bài tập này các bạn sẽ ngồi dậy. Chúng ta vẫn dùng sự hỗ trợ của dây và khăn. Mình sẽ ngồi vững chắc trên hai xương ngồi. Hai tay của mình hít vào, duỗi thẳng. Thở, kéo hai cùi trỏ áp xuống hai bên sườn, đưa ra sau vai. Hít lên. Thở, kéo thấp xuống, áp sát hai cái bên cùi trỏ vào hai bên sườn của mình. Bài tập này sẽ giúp các bạn tạo rãnh lưng. Lưng của mình sẽ nhìn mảnh mai và rất là cuốn hút luôn nha. Các bạn hãy tập luyện bài tập này, 4 động tác này mỗi ngày. Và một ngày các bạn có thể tập lặp lại từ 1 đến 2 lần liên tục trong vòng 2 tuần. Các bạn sẽ thấy được điều kỳ diệu tuyệt vời.